Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng SiBit. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. SiBit vẫn đang rung chuyển vì thông tin Đặng Luân trốn thuế. Hiện tại, nhiều nhãn hàng từng hợp tác với Đặng Luân đã có động thái cắt đứt quan hệ với nam diễn viên. Chưa dừng ở đó, các bộ phim đình đám có mặt đặng luân cũng đứng trước nguy cơ bị gỡ xuống. Trong đó có thể kể tên hàng loạt tác phẩm như Hương mật tự khói xương, Đóng cùng với Dương Tử, Nghìn lẻ một đêm, Đóng cùng với Địch Lệ Nhiệt Bò, Sao Kiều Chuyện, Đóng cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Hoa Lạc Tụng Hay, Đóng cùng với Lưu Đào, Bởi vì gặp được em, Đóng cùng với Tôn Di, Người bạn chân thật của tôi, Đóng với Angela Baby. Hết phàm băng băng, trịnh sẵn, ngôi diệt phàm lại tới đặng luân vướng scandal và gây ảnh hưởng tới loạt phim đình đám. Netizen thực sự vẫn chưa hết băng hoàng vì mọi chuyện đến quá đột ngột. Trong đó, bộ phim Hương mật tự khói sương giúp đặng luân dừng tự đại bạo là tác phẩm gây tiếc nuối nhất. Cho tới nay, dù đặng luân đã đóng rất nhiều phim, vậy nhưng netizen vẫn mãi nhớ về vài diễn húc phượng ở dự án Tiên hiệp kỳ ảo này. Khương Mặt Tự Khói xương ra mắt vào năm 2018 là một trong những phim tiên hiệp hay nhất với nội dung bi thương, dày xé, xoay quanh bộ đôi vai chính Cầm Mịch, Húc Phượng. Ngay từ khi mới sinh ra, Cầm Mịch đã được mẹ cho uống vẫn đan, loại thuốc khiến nàng không còn biết tới ái tình nam nữ là gì. Dẫu vậy, từ khi gặp Húc Phượng, Cầm Mịch mới dần dần cảm nhận được việc yêu một người mang tới cho nàng cảm giác ấm áp ra sao. Chỉ có điều, cầm mịch, Húc Phượng luôn bị đặt trong tình thế đối đầu. Giữa hai người là mối thù hận to lớn liên quan tới cái chết của mẹ cầm mịch. Nhờ đóng vai chính trong hương Mật tự Khói xương mà Đặng Luân, xương tử nổi lên nhanh chóng. Tác phẩm này cũng được xếp vào hàng phim tiên hiệp dài tập hài nhất mọi thời đại. Nếu hương Mật tự khói xương thực sự bị gỡ bỏ, thì người hâm mộ biết phải làm thế nào đây? Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trên mạng xã hội xứ chung bắt đầu dồn dập tin đồn liên quan tới các nhân vật tiếp theo sẽ bị sờ gáy vì trốn thuế. Từ tối ngày 15 tháng 3 cho tới ngày hôm nay, 16 tháng 3, netizen liên tục truyền tay nhau thông tin từ một blogger cho biết, sau đặng luân sẽ có một người bị khui tội trốn thuế. Theo thông tin, người này từng hợp tác đóng phim với Mã Thiên Vũ và Lý Thạnh, vì giữ kiện mà xin đồng loạt xéo tên Dương Tử và Dương Mịch. Lý do bởi ngôi sao hương mật tự khói xương từng đóng cùng với Lý Thạnh trong bộ phim Không phải hoa cũng chẳng phải xương, hợp tác cùng với Mã Thiên Vũ trong bạn trai mà cách ly của tôi. Trong khi đó, Dương Mịch và Mã Thiên Vũ có mối quan hệ vô cùng thân thiết nhờ đóng chung trong bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Trong khi đó, một nguồn tin trong giới khẳng định showbiz sắp tới đón nhận cơn địa chấn, không chỉ giới nghệ sĩ mà cả những hot girl, hot boy chuyên stream like, chuyên bán hàng cũng sẽ bị sờ gáy. Nguồn tin cho biết thêm, hiện tại có ba ngôi sao gặp vướng mắc với vấn đề thuế, bao gồm một sao nam Pia hình tượng người cha tốt đang phải đi bổ sung thuế. Một nam minh tinh từng gặp vấn đề về tiền lương cùng một sao nữ marketing hình ảnh lát Tiểu Triệu Lệ Dĩnh, hiện tại đang bị điều tra thuế. Dữ kiện trên khiến Sinet xôn xao bàn tán và đồn đoán, phải chăng ba nhân vật bị nhắc tới có phải là sản nãi lượng, lưu học nghĩa và viên bằng nghiền. Từ trước tới nay, Mỹ Nam họ xả được netizen dành tình yêu mến vì luôn cố gắng chăm sóc con gái sau khi đổ vỡ hôn nhân với Lý Tiểu Lộ. Về phần lưu học nghĩa, tháng 12 năm ngoái, nam diễn viên vướng phải lùm xùm tranh chấp cát với đoàn làm phim phong tư. Riêng đối với viên băng nghiền, netizen đã quá quen thuộc với loạt bài viết so sánh cô và người đẹp sở so kiểu chuyện. Hiện tại, những thông tin được netizen truyền tay nhau chỉ là tin đồn, chưa có bất cứ cơ quan chức năng nào lên tiếng xác nhận thông tin. Tuy nhiên, hàng loạt fandom lớn nhỏ của các nghệ sĩ đang vô cùng sốt ruột và lo lắng, không biết thần tượng của mình có mắc tội trốn thuế hay không. chúng mình là hồng Sipit. nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích vậy thì đừng quên like đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại